chương 21. Ba ca trốt cục trở lại La Liga đứng đầu bảng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngày thứ hai, một cái cự đại tin tức tốt, để ba tất cả mọi người đều là một mặt phấn chấn. Atletico Madrid lần nữa tao ngộ thế hòa. Hơn nữa còn là cùng mình cùng thành tử địch, Real Madrid giao đấu thời điểm, hai đội mỗi tiếng một cầu, đánh thành thế hòa. Người cao hứng nhất, dĩ nhiên chính là Barca hạng nhất cùng hạng 3 giao thủ, lưỡng bại câu thương. Atletico Madrid, 27 vòng đấu, 20 thắng 5 hòa 2 thua, tích 65 phân, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Barcelona, 28 vòng đấu, 19 thắng 5 hòa 4 thua, tích 62 phân, xếp hạng thứ hai. Real Madrid, 28 vòng đấu, 17 thắng 7 hòa 4 thua, tích 58 phân, bài danh thứ ba. Barca nhiều thi đấu một vòng, chỉ kém đầu lĩnh Atletico Madrid 3 phân, hai đội ở phía sau còn có một trận thẳng chính diện giao phong, là truy phân thời cơ tốt nhất. Mà Real Madrid đã hiển thị rõ mỏi mệt, gần nhất 4 trận đấu một tháng 3 hòa, đã trên cơ bản tuyên bố rời khỏi La Liga quán quân tranh đoạt. Bất quá, dạng này cũng tốt, Real Madrid có thể đem mình tâm tư toàn đều đặt ở Champions League vòng 1-16 bên trên. Mà Atletico Madrid đội cũng có mình Champions League tranh tài muốn đánh. Bây giờ, chỉ có Barcelona tập trung tinh thần muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới quán quân, dù sao mình Champions League cùng cúp nhà vua, đều đã bị đào thải bị loại. Cái này giữa tuần, Atletico Madrid Champions League tranh tài lại bắt đầu, cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, hắn muốn đi vào thi đấu vòng tròn hạng tư Sevilla đội sân nhà dung sân bóng, khiêu chiến trạng thái lửa nóng Sevilla đội. Sevilla ngoại trừ bại bởi 3 kia một trận, còn lại tranh tài đều cầm xuống bây giờ chỉ so với hạng 3 Real Madrid thiếu đi 4 phần, không phải là không có dòng ngó trước 3 hy vọng. Phải biết, Champions League danh ngạch, La Liga là 4 cái, 3 hạng đầu trực tiếp tiến vào chính thi đấu, mà hạng tư thì là cần đánh một trận play. Off Lúc đầu, Sevilla cũng không có ý kiến gì, nhưng là Real Madrid cho cơ hội, trong lúc nhất thời, Sevilla đội sĩ khí cũng là phi thường tăng vọt. Đối với cuối tuần trận đấu này, Sevilla cũng là phi thường có cơ hội lấy xuống. Rất nhanh, đi tới giữa tuần UEFA Champions League. Atletico Madrid xuất chiến Chelsea, bên trên một trận, tại Atletico Madrid sân nhà, không. Một bại bởi Chelsea. Chelsea đánh vào một hạt vàng sân khách dẫn bóng. Tọa trấn sân nhà Chelsea chỉ cần linh phong Atletico Madrid, liền có thể thuận lợi tấn cấp bát cường. Mà Atletico Madrid cũng sẽ không ngồi chờ chết, trận đấu này, khẳng định là muốn liều mạng. 90 phút tạm dừng. Điểm số 1. 2. Atletico Madrid đội nương tựa theo nhiều một viên sân khách dẫn bóng, đào thải Chelsea. Bất quá, bởi vì hai đội chiến đấu quá mức kịch liệt, Atletico Madrid đội bên phải đường khoái mã Lorente đang đối kháng với bên trong thụ thương, không cách nào kiên trì tranh tài. Sau trận đấu chẩn bệnh, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có rất nhỏ não chấn động bất quá cuối tuần phải chăng có thể ra sân còn nghi vấn Atletico Madrid lịch đấu vô cùng gian nan một hai ngày bên trong muốn đánh bốn trận đấu loại này dày đặc lịch đấu căn bản cũng không phải là một cái đầu lĩnh hẳn là đại ngộ Atletico Madrid cao tầng đối liên đoàn bóng đá đối với lịch đấu an bài cũng là khịt mũi coi thường rất nhanh thời gian đi tới cuối tuần Atletico Madrid đi tới Piun sân bóng một cái lúc trước tin tức, Lorente cũng không có theo đội đến đây. Đây chính là một cái lợi tốt tin tức, thiếu một cái đường biên điểm tấn công, Atletico Madrid nguy hiểm. Tại địa ngục Pyjum sân bóng, Sevilla đội như là đấu sĩ, tấp nập đánh thẳng vào Atletico Madrid chi này mỏi mệt chi sư. Cuối cùng điểm số 2.0, Sevilla đội tại mình liên hạ hai thành, đánh tan tới chơi Atletico Madrid đội. Trong lúc nhất thời phi dung sân bóng trở thành một mảnh sung sướng hải dương chẳng đánh đầu lĩnh đây là một kiện chuyện vui sướng giường nào a à? thánh xê bác xách an ngay tại làm nóng người ba ca đám cầu thủ biết được tin tức này tất cả đều hưng phấn kêu lớn lên tốt giống mình đã thu được la liga quán quân đồng dạng liền ngay cả lý minh vũ cũng là kích động hai tay nắm quyền hung hăng huy vũ mấy lần bây giờ hai tám vòng đấu qua đi Barca chỉ lạc hậu Atletico Madrid đội 3 phân, đây chính là một trận đấu sự tình. Huống hồ, hai đội ở phía sau còn có một trận thẳng chính diện giao phong, chỉ cần Barca có thể bảo trì hiện tại tình thế, tại trực diện Atletico Madrid thời điểm, đạt được thắng lợi, liền xem như sau cùng điểm tích lũy giống nhau, nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, quán quân liền là của mình. Như là thu được bút tăng thêm Barcelona đội cầu thủ tại Anota sân bóng bắt đầu điên cuồng đồ sát. Lý Minh Vũ tại phút thứ 75 dự bị ra sân. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu Anota sân bóng thành công, thu hoạch được Real Sociedad danh túc Sabi Alonso tinh chuẩn truyền xa. Kỹ năng này, để Lý Minh Vũ truyền bóng 70, 75, trực tiếp biến thành 80, 85. Lý Minh Vũ tại trên sân bóng, cảm giác được trước mắt mình giống như xuất hiện rất nhiều nhưng truyền bóng tuyến đường. Tại thời khắc cuối cùng, Lý Minh Vũ ở giữa sân phụ cận cầm banh, một cước khoảng 35 mét qua đỉnh truyền xa, trực tiếp tìm được cao tốc chen vào Messi, để mai lão bản hoàn thành cái mũ của mình ảo thuật. Mặc dù trận đấu này, Lý Minh Vũ không có dẫn bóng, bất quá, một cước này truyền xa, cũng là để dưới trận có mang sợ ngay người. Thật sự là một cái bảo tàng Nam Hài A, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Liền ngay cả Messi cũng là tại dẫn bóng về sau, thật nhanh chạy tới bên trong vòng phụ cận, đem Lý Minh Vũ trực tiếp bế lên vừa rồi cặp chân kia cầu, mặc kệ là cường độ vẫn là tốc độ, đều là vừa đúng, mình ngay lúc đó cảm giác, chính là chỉ cần đưa chân là được rồi. Messi cảm giác được toàn thân một trận run rẩy. từ khi Xavi cùng Iniesta rời đi Barca về sau, Messi liền không còn có tiếp vào thư thái như vậy truyền bóng. Trận đấu này, Messi đại phát thần uy, một truyền ba bắn, trợ giúp đội bóng sáu cầu đại thắng Real Sociedad. Rốt cục, Barcelona đội lại một lần nữa xuất hiện ở La Liga đứng đầu bảng vị trí. Tại nhiều thi đấu một vòng tình huống dưới, nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, Barcelona trốt cục về tới đứng đầu bảng. Bốn trận đấu, 3, 5, 7, 6, hết thảy tiến vào 21 cái dẫn bóng, đáng sợ dẫn bóng hiệu suất, kia một chi để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Barcelona, lại trở về. Còn có 9 trận đấu, hết thảy cũng có thể phát sinh. Còn lại 9 trận đấu sân nhà nghênh chiến đang ở tại giáng cấp khu biên giới Valladolid. Sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn chương 8 tên Athletic Bilbao. Sân nhà nghênh chiến sau Valladolid nhiều hai điểm Getafe. Sân khách khiêu chiến ở vào thi đấu vòng tròn trung du quân đoàn dời Valencia. Khu vực Derby, sân khách khiêu chiến Real Madrid. Sân nhà nghênh chiến chương 7 tên tàu Nằm vàng Villarreal. Sân khách khiêu chiến chương 11 tên Levante. Barcelona đội cùng Atletico Madrid đội thẳng chính diện giao phong tại thứ hai đến ngược vòng. Một vòng cuối cùng, Barcelona đem tọa trấn sân nhà, đối mặt hãm sâu dáng cấp khu A3. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22. Rất có thưởng thức móc ngược. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái này thời gian một tuần. Bởi vì bên trên một trận đấu Lý Minh Vũ cũng không có dẫn bóng, mặc dù cái kia truyền xa vô cùng hấp dẫn người, nhưng là cũng không có gây nên mọi người coi trọng. Champion League vòng 1-16 hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiệp 1, sân khách không. Một, lấy được một khách trận dẫn bóng Real Madrid, về tới mình sân nhà, gọn gàng ngay cả tiếng ba cầu, tương lai thăm Atlanta trạm ở dưới ngựa, thuận lợi tiến vào Champions League 8 cường. Porto, Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester thành, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich. Tám chi châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong cấp cao nhất đội bóng, muốn kịch liệt triển khai chém giết. Không có Champions League trói buộc, Barca có lẽ sẽ trở thành thi đấu vòng tròn cuối cùng người được lợi. Champions League cùng Barca không có có bất kỳ quan hệ gì, thời gian đi tới cuối tuần ba ca tỏa trấn sân nhà, nên chiến tới chơi Valadolid. Trước mắt Valadolid cách gián cấp khu chỉ có cách xa một bước. Nhưng là đối mặt khí thế như hồng, mà lại tỏa trấn sân nhà ưu thế ba ca, Valadolid đoán chừng cũng không có muốn từ nơi này thu hoạch được một phen thắng lợi. Giữ vững một trận thế hòa, lấy đi một phần, đây chính là Valadolid chúng tướng sĩ trong lòng nguyện vọng lớn nhất. Nhưng là nguyện vọng này tại mở màn vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, liền tuyên bố cáo phá. Messi tại 30 mét khu vực cầm banh, thoảng qua ba tên phòng thủ cầu thủ, một cước trút bắn, đánh nát Valadolid người mộng. Valadolid không có bất kỳ biện pháp nào, đã bị dẫn bóng, lại thủ xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Đối với loại này tiên tiến cầu tranh tài, Barca là quá sẽ đánh. Dẫn xa xuất động, đánh trắng bảy tắc. Hơn nửa hiệp, 3.0 điểm số, đẫm máu biểu hiện tại trên màn hình lớn toàn bộ sân nu kem sa vào đến to lớn cùng hoang bên trong tới. Có mang ở giữa sân tiến hành điều chỉnh, đem Lý Minh Vũ trực tiếp cử đi trận, thay đổi trạng thái không tốt đem bê lê. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân nu kem thành công, thu hoạch được 3 ca danh túc Trivando móc câu súc gôn. Súc gôn 87, 92, 89, 93 Lý Minh Vũ hiện tại súc gôn thuộc tính, đã đến nhất lưu ngôi sao bóng đá ngưỡng cửa lý minh vũ ở bên trái đường như là một chiếc tiểu bào xa tấp nập đánh thẳng vào valadolid hậu phòng tuyến Griezmann tại trung lộ messi bên phải đường lý minh vũ ở bên trái đường ba tam xoa kích lần nữa thành hình đem valadolid hậu phòng tuyến đâm tất cả đều là lỗ thủng toàn bộ cánh trái đã trở thành lý minh vũ biểu diễn sân khấu dầu chiên viên thuốc cái đuôi trâu hơn người dẫm xe công thức một Đối phương cánh phải phòng thủ đã không biết bị Lý Minh Vũ đùa bẩn bao nhiêu lần. Rốt cục, Lý Minh Vũ một cái phi thường anh tuấn cái đuôi trâu, lần nữa đem đối phương hậu vệ phải qua một sạch sẽ, trực tiếp ngựa đạp liên doanh tầm thường vọt tới đối phương vùng cấm địa trước. Trung lộ Grimmel bỗng nhiên dừng bước, đem phòng thủ mình hậu vệ trung tâm lung lay một chút, lộ ra to lớn đứng không. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng hướng trung lộ vừa gõ, mình thật nhanh hướng vùng cấm địa bên trong phóng đi. Griemen cũng là phúc chí tâm linh, không có ngừng cầu, cũng không có sút gôn, mà là đón tiếp bóng, một cước xoa truyền, qua hai cái hậu vệ đỉnh. Bất quá, cước này cầu rõ ràng truyền có chút cao, tốc độ cũng không nhanh, nếu như Lý Minh Vũ đánh đầu, cần phải cường đại eo lực lượng mới có thể có cơ hội phá khung thành. Huống hồ, đối phương hậu vệ cùng thủ môn đều đã đánh ra, chỉ cần Lý Minh Vũ đem cầu dừng lại, đoán chừng liền không có sút gôn cơ hội đang lúc tất cả mọi người lấy vì lần này tiến công muốn không công mà lui thời điểm lý minh vũ đưa lưng về phía cầu môn dùng bộ ngực nhẹ nhàng vừa chạm vào cầu cả người trực tiếp lăn không bay lên tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong một cái mạnh hữu lực chân phải móc ngược bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo thật nhanh từ thủ môn bên tai bên trên lao vùng vụt mà qua thủ môn đờ đẫn ánh mắt hậu vệ ánh mắt khiếp sợ cùng tại cầu môn bên trong lăn lộn bóng đá Toàn bộ sân nu kem như là bị ấn tạm dừng khóa, có hai giây, lặng ngắt như tờ. Nhưng khi Lý Minh Vũ nhảy lên một cái, bắt đầu chạy đến bên sân điên cùng chúc mừng thời điểm, toàn bộ sân nu kem vỡ tổ. Quá đẹp rồi. Cái này dẫn bóng thật sự là quá đẹp rồi. Nghệ thuật tầm thường móc ngược sút gôn. Ở đây bên cạnh điên cùng chúc mừng Lý Minh Vũ, tự nhiên cũng trốn không thoát mọi người sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng đá cái mông hữu hảo động tác. Messi kích động trực tiếp đều nhảy tới Lý Minh Vũ trên lưng, để diễn tả mình cảm giác hưng phấn. Dưới trận Coman mang, lần nữa dùng một cái anh tuấn trượt quỳ đến phóng thích mình tâm tình kích động. Ngồi tại trong bao xương ba ca chủ tịch Laporta cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đối một bên và là chủ tịch biểu đạt ấy nấy. Và là chủ tịch Suarez cũng là lộ nở một nụ cười khổ, bất quá trong mắt đối lý minh vũ biểu hiện tràn đầy hâm mộ. Bất quá, hắn cũng biết, mình Valadolid, căn bản không có khả năng hấp dẫn đến ưu tú như vậy người trẻ tuổi, chỉ có thể thấy thêm. Laporta nhìn xem trên trận ngay tại chỉnh lý mình quần áo Lý Minh Vũ, lộ ra một tia ánh mắt kiên định. 4.0, Valadolid bị triệt để đánh hỏng mất. Không có ý chí chiến đấu Valadolid, rốt cuộc tổ chức không dậy nổi ra dáng phòng thủ. Lý Minh Vũ tốc độ, một lần lại một lần xé mở đối thủ phòng tuyến, rốt cục tại phút thứ 75 thời điểm, đối phương hậu vệ phải rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp từ phía sau đánh ngã Lý Minh Vũ. Từ pha quay chậm đến xem, Lý Minh Vũ tại vượt qua đối phương hậu vệ phải a tác về sau, đang chuẩn bị gia tốc, liền thấy a tác lộ ra hung ác ánh mắt, trực tiếp từ phía sau một cái trả thù tính chất chùi bóng, sẵn hướng về phía Lý Minh Vũ chèo chống chân. Lý Minh Vũ dưới chân đạp một cái, đang chuẩn bị gia tốc thời điểm, cảm giác được chân trái của mình gân nhượng chân vị trí đau đớn một hồi, một tiếng hét thảm, Lý Minh Vũ liền trực tiếp bị một cổ cự lực cho đẩy đi ra. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngay người, liền ngay cả Valadolid đám cầu thủ đều sợ choáng váng. Đây chính là Barcelona sân nhà, ở chỗ này dùng ác liệt như vậy động tác đã thương người, đại ca, ngươi là không muốn sống sao. Sẽ người hoàng Mỹ về sau Aratac cũng là một trận mờ mịt, nhìn xem ngã trên mặt đất che lấy mình chân trái gân nhượng chân vị trí Lý Minh Vũ, A Ra Tác cũng là ông lấy đầu của mình. Mình vừa rồi làm cái gì a? À? Liên tiếp dồn dập cái còi tiếng vang lên. Toàn trường fans hâm mộ bóng đá đều muốn điên rồi. Mình đội bóng thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy cầu thủ, vậy mà tại mí mắt của mình tử dưới đấy, bị người phế đi. Vừa rồi động tác này, rõ ràng chính là chạy phế nhân đi, không có bất kỳ cái gì có thể cãi lại lý do. Ngồi tại trong bao sương ba ca chủ tịch Laporta đem trong tay của mình ly rượu đỏ trực tiếp hung hăng nền xuống đất, ly rượu đỏ ứng thanh mà nát, bên trong rượu đỏ ở tại một bên đã ngốc như gà gỗ Valadolid chủ tịch trên mặt, nhưng là hắn giống như không có có phản ứng chút nào. Xong đời. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Có được hệ thống bảo hộ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên trận trọng tài chính cũng là dọa cho phát sợ Vậy mà tại mình chủ cái còi trong trận đấu xuất hiện ác liệt như vậy phạm lỗi động tác Đây chính là đối nghề nghiệp của mình kiếp sống phi thường chuyện bất lợi a. À? Nhưng khi trọng tài chính nhìn thấy Barcelona đám cầu thủ đều như là bị chọc giận trâu đực Bay nhào hướng Valadolid hậu về phải tác thời điểm cũng là tranh thủ thời gian liều mạng thổi lên miệng bên trong cái còi. đừng xúc động a. À. cũng không thể đến một trận xung đột a. Ngoà tao. và là đám cầu thủ mặc dù đối lý, nhưng là cũng không thể ngồi nhìn a tác bị ba ca cầu thủ khi dễ, cũng là tranh thủ thời gian vọt lên. bất quá, bọn hắn cũng biết, không thể cùng đối phương động thủ, đều là hảo ngôn khuyên bảo. nhưng là ba ca đám cầu thủ đều muốn nổi điên lý minh vũ không riêng gì kỹ thuật bóng để bọn hắn tán thành hơn nữa còn cố ý mời mọi người ăn một bữa cơm trưa đã bị tiếp nhận đến ba ca quần thể bên trong huống chi lý minh vũ là ba ca nhà mình đào tạo trẻ ra cầu thủ thiên nhiên liền có một tầng ba ca màn bảo hộ cái này liền như là nhìn thấy nhà mình hài tử bị người khác cho một cước đạp té xuống đất bên trên coi như tính tình cho dù tốt nhà đại nhân cũng sẽ giận không kềm được messi cũng không cùng theo đám người đi vây công đối thủ mà là đi tới lý minh vũ bên người quỳ một gối xuống ở một bên một mặt lo lắng hỏi lý ngươi cảm giác thế nào messi cảm thấy mình câu nói này đều có chút hơi thừa liền vừa rồi động tác kia tất cả mọi người là đá bóng đều biết chèo chống chân bị người từ phía sau trực tiếp xẻng bên trong là một cái dạng gì hậu quả gân nhượng chân khẳng định là đoạn mất hy vọng đừng ảnh hưởng nghề nghiệp của hắn kiếp sống đây là messi trong lòng hy vọng cái này mùa giải Ba k đã khởi thế, tại như thế thời khắc máu chốt, tại một trận như thế không cần thiết trong trận đấu, nhà mình chủ lực dự bị, thậm chí có thể nói là giả dự bị chân chủ lực cầu thủ trọng thương báo hỏng, đôi này một cái đội bóng tâm lý đã kích là không cần nói cũng biết. Bên sân co đều đã choáng váng khi thấy Lý Minh Vũ bị sẻn té xuống đất thời điểm, hắn vậy mà không có nổi trận lôi đình, mà là chậm rãi ông đầu ngồi sổng trên mặt đất, trên mặt tuyệt vọng, là ai đều có thể nhìn ra được một bên đội y căn bản cũng không có chờ công an hoặc là trọng tài chính thủ thế trực tiếp cầm cái hòm thuốc liền xông lên sân bóng lý minh vũ cảm giác được mình gót chân một trận nhói nhói làm một cầu thủ chuyên nghiệp hắn đương nhiên biết mình nhận lấy như thế nào phạm lỗi động tác dạng này phạm lỗi động tác sẽ mang đến dạng gì hậu quả hắn cũng là phi thường rõ ràng nhưng là để chính hắn cảm thấy kỳ quái chính là mình nằm rạp trên mặt đất dùng tay mò lấy chân trái gân nhượng chân mình còn có thể cảm giác được mắt cá chân chính mình có thể tự do hoạt động. Lý, ngươi cảm giác thế nào? Đội Isandro là một cái râu quai nón trung niên nhân, vọt tới Lý Minh Vũ bên người thời điểm, dưới chân hắn trượt đi, trực tiếp ngã bốn chân chổng lên trời, nhưng là hắn cũng không hề để ý, lộn nhào đến Lý Minh Vũ bên người, khẩn trương hỏi một câu. Lý Minh Vũ ông ông nói nói, có đau một chút. Sandro trọng mắt đều đỏ, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Minh Vũ chân trái, cùng trợ thủ cùng một chỗ, thận trọng kiểm tra. Bên này đang kiểm tra, bên kia sân bóng bạo loạn đã hết sức căng thẳng. Sân bóng bên trong bảo toàn nhân viên toàn thể xuất động, đi tới kháng đài phía dưới, đối đang cố gắng lao xuống kháng đài fans hâm mộ bóng đá tiến hành khuyên can. Ara tác đứng tại bên mình phía sau cùng, trên mặt tràn đầy ấy nấy cùng bất an, hắn biết mình động tác mới vừa rồi đến cỡ nào ác liệt hắn lúc ấy thật là đầu óc vừa xung động, mình bị qua số lần nhiều lắm, mà lại, mỗi một lần mình bị qua, toàn bộ sân nu kem liền phát ra to lớn hư thanh, để hắn góp nhặt quá nhiều mặt trái ý nghĩ. Kết quả, lần này bị qua về sau, Ara tác triệt để đã mất đi lý trí, làm ra dạng này ác liệt phòng thủ động tác. Messi tiên sinh, ta cần ngươi bây giờ lập tức khuyên can đội viên của ngươi, tuyệt đối không nên lại phát sinh xung đột trọng tài chính Cruz một mặt nghiêm túc đi tới Messi trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói. Messi trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng là hắn cũng biết, hiện tại đội bóng đã ở vào phi thường bên bờ nguy hiểm, nếu như trận đấu này, phát sinh đại quy mô xung đột, không riêng gì Lý Minh Vũ phế đi, đội viên của hắn cũng sẽ nhận liên đoàn bóng đá xử phạt, đến lúc đó, đừng nói thi đấu vòng tròn quán quân, khả năng ngay cả ba hạng đầu đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Messi chỉ có thể đè xuống nội tâm khó chịu, đi tới trước mặt mọi người, bắt đầu khuyên can đội viên của mình. Tại sông phương đội trưởng khuyên can dưới, hai bên cầu thủ đều về tới mình nửa trang. Messi cũng là đi tới dưới khán đài, khuyên can những cái kia đã muốn nổi điên fans hâm mộ bóng đá, để bọn hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt mọi người toàn đều đặt ở nằm ở nơi đó không nhúc nhích Lý Minh Vũ trên thân. Đội y cùng trợ thủ kiểm tra nửa ngày, hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngoà tàu cũng chỉ là một chút xíu trầy da. Chẳng lẽ vừa rồi cặp chân kia phía sau sẽ người chẳng qua là treo ở Lý Minh Vũ chèo chống chân sao? Không đúng, mọi người đều thấy được, Lý Minh Vũ là bị Ara tác trực tiếp sẽ bay ra ngoài A. À? Trọng tài chính tại khống chế ở tràn diện về sau, trực tiếp một trương thẻ đỏ tấn cấp thẻ đưa Ara tác về tới phòng thay quần áo. Đồng thời đối ba ca những cái kia lòng đầy căm phẫn đám cầu thủ phát ra miệng cảnh cáo. A ra tác xử phạt tuyệt đối không chỉ là cái này một trương hồng bài loại động tác này, hơn nữa còn là nhằm vào một vị siêu cấp tân tinh. Liên đoàn bóng đá là tuyệt đối sẽ không nương tay. Lý, ngươi không có chuyện gì sao? Sandro có chút khó tin mà hỏi. Lý Minh Vũ tại bị xẻng ngược lại thời điểm, cũng có chút mộng bức, nhưng là nghỉ ngơi như thế một lúc sau, Lý Minh Vũ phát phát hiện mình giống như thật không có chuyện gì a. À? Là hệ thống. Lý Minh Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Túc chủ có thể khóa lại một cái sân bóng, tại nên cầu trận đấu lúc, túc chủ trạng thái vĩnh viễn là đầy trạng thái, kháng tổn thương bệnh năng lực vĩnh viễn là mát trị số. Ha ha, chẳng trách mình tại sân nhà thời điểm, trạng thái đều sẽ tốt như vậy, mà lại kháng tổn thương bệnh năng lực mát trị số liền đại biểu mình tại sân nhà tác chiến, cơ hồ sẽ không thụ thương. Vừa rồi một cước kia, nếu như đặt ở tầm thường trên thân thể người, có lẽ chính là chức nghiệp kiếp sống báo phế một cước. Nhưng là đặt ở sân nhà tác chiến Lý Minh Vũ trên thân, vậy mà biến thành một điểm chút ít trầy da. Nhưng là kinh lịch vừa rồi một màn đội y, tại lý do an toàn, vẫn là dùng cán cứu thương đem Lý Minh Vũ cho nhấc xuống dưới. Đến bên sân, lòng nóng như lửa đốt co mang đi nhanh lên tới, hỏi thăm thương thế như thế nào. Sandro ấp úng cũng không biết nói thế nào mới tốt tại toàn trường phan bóng đá ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Minh Vũ từ trên cán cứu thương đứng lên, trên mặt đất trạo rực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân nu kem lần nữa lẻn vào đến trong hạnh phúc. Mọi người đem tiếng vỗ tay đưa cho đại nạn không chết Lý Minh Vũ. Bất quá, suýt nửa hồn phi phách tán co mang, trực tiếp đem Lý Minh Vũ cho đổi xuống dưới. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, goblin, minotao, người cá, người lùn hobbit, người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như suốt bút đều có. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 24 Đây là một trận báo thù chi chiến, cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Chấm Messi phản phất muốn đem vừa rồi kinh sợ hóa thành sát khí, tất cả đều phát tiết tại đối phương cầu môn bên trong. Messi đọc bên trong ngũ nguyên, trực tiếp cho thấy siêu cấp phong tuyến sát thủ phong thái. Griezmann lập cú đúc, tăng thêm Lý Minh Vũ móc ngược. Cuối cùng, thiếu một người Valadolid đội, đang tức giận Ca trước mặt, bị đánh tiếng tám cái dẫn bóng. Bất quá, ngày thứ hai tin tức đầu đề cũng không có chú ý đến đọc bên trong ngũ nguyên Messi cũng không có chú ý đến lập cú đúp Grimmen, càng không có chú ý đến 3K8 cầu đại thắng Valadolid. mà là đem ánh mắt toàn đều đặt ở một lần kia phạm lỗi bên trên. Chủ yếu là quá làm cho người ta chấn kinh, Lý Minh Vũ gân nhượng chân là cái gì cấu tạo a, à? làm sao sẽ như thế cứng chắc? Bị người từ phía sau một cước chùi bóng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực là thượng thiên chiếu cố a. Ba Ca phương diện cũng là tại đem Lý Minh Vũ thay đổi trận về sau, lập tức liền tiễn hắn đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sợ xảy ra vấn đề gì kết quả kiểm tra sau khi đi ra tất cả mọi người thở dài một hơi đúng là không có việc gì ba ca đám cầu thủ khi biết tin tức này về sau cũng là thở dài một hơi đồng thời đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem lý minh vũ cái kia phạm lỗi động tác đã từ các loại góc độ phi thường cẩn thận một tấm một tấm phân tích qua cơ hồ tất cả bình luận viên cùng tiếp nhận phỏng vấn đám cầu thủ đều đối lý minh vũ lông tóc không tổn hao gì chuyện này biểu thị ra không thể tưởng tượng nổi bởi vì tại trong màn ảnh tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một cước này cường độ có bao nhiêu hung ác mà lại một cước này tuyệt đối không phải giống mọi người lấy vì chính là treo một chút một cước này là thật sự trực tiếp thăm dò tại lý minh vũ gân nhượng chân bộ vị cường đại lực trùng kích trực tiếp đem lý minh vũ đụng bay ra ngoài loại này để người da đầu tê dại phạm lỗi động tác trên internet lưu truyền thời điểm lập tức khơi dậy mọi người phẫn nộ động tác như vậy tại sao có thể xuất hiện tại hoạt động bóng đá bên trong đâu đây quả thực là mưu sát a à? mọi người phân tích đến phân tích đi cũng phân tích không ra vì cái gì lý minh vũ sẽ không có việc gì cuối cùng vẫn là đem chuyện này quy kết đến vận khí bên trên có lẽ là nữ thần may mắn coi trọng anh tuấn lý minh vũ để hắn tránh thoát một kiếp này Mặc dù Lý Minh Vũ tránh thoát một kiếp này, nhưng là Valadolid đội hậu vệ phải Ara tác rất nhanh liền nhận được liên đoàn bóng đá xử phạt phương án. Cấm thi đấu 5 trận, người tiền phạt 10 vạn euro. 10 vạn euro không gọi sự tình, nhưng là cấm thi đấu 5 trận, liền trực tiếp tuyên cáo Valadolid cái này mùa giải tử hình. Đã mất đi chủ lực hậu vệ biên Valadolid, ở phía sau bảo đảm cấp chiến bên trong sẽ tuyết thượng gia sương. Nhưng là, mặc kệ là Valadolid đội bóng, vẫn là Ara tác bản nhân, đều không có tiến hành chống án. Bởi vì cấm thi đấu 5 trận, cái này đã coi như là liên đoàn bóng đá sẽ khoan hồng xử lý, có lẽ là bởi vì Lý Minh Vũ xác thực không có có nhận đến thương tổn nghiêm trọng, cho nên mới chỉ cấm so tại 5 trận. Nếu như Lý Minh Vũ thật phế đi, đoán chừng 3 ca cấp cho áp lực, đoán chừng cái này cấm thi đấu thời gian sẽ đánh phá kỷ lục. Tại trận đấu này về sau, Lý Minh Vũ cũng là đã có kinh nghiệm, biết bên trên một trận đấu, mình hơn người thời điểm, quá mức khoa trương, các loại nhục nhã tính chất hơn người phương thức, làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, làm ra sau cùng đã thương người động tác. Còn quá trẻ. Tại thu được nhiều như vậy hơn người kỹ năng về sau, Lý Minh Vũ không nhìn được muốn ở trong trận đấu xuất sắc đến, kết quả, không có nắm giữ tốt kích thước, trực tiếp bị đối phương kém chút phế đi. Phải biết, mặc kệ là Ronaldo hay là Ronaldinho, ở trong trận đấu cũng là sức tưởng tượng động tác vô cùng nhiều, nhưng là bọn hắn cơ hồ sẽ không nhận đối phương ác ý phạm lỗi, cái này cũng là bởi vì bọn hắn biết nắm chắc một cái độ. Hơn người động tác, hoàn toàn là vì hơn người mà hơn người, mà không phải là vì tú. Đây là một cái vô cùng trọng yếu điểm. Liền giống bây giờ rời đi Barca Neymar, thường thường lại nhận đối phương cầu thủ chú ý. Ác ý phạm lỗi cũng là không ngừng dùng ở trên người hắn. Có người sẽ nói cái này là đối phương không chơi nổi. Neymar kỹ thuật không thể nghi ngờ, hơn người động tác cũng là phi thường xinh đẹp, nhưng là hắn đại đa số hơn người động tác, có thể nói đều là dư thừa. Thường thường tại tiến công bên trong, một lần cơ hội rất tốt, có lẽ liền bị hắn hơn một cái dư hơn người động tác không thể chậm trễ. CR tại Manchester United hiệu lực thời điểm, dưới chân lấy hoa lệ lấy sưng cũng là thường thường nhận đối phương nhằm vào. Bất quá, huấn luyện viên trưởng Ferguson không ngừng nói cho hắn biết, muốn vứt bỏ những này vô dụng sức tưởng tượng động tác, ra cầu nhất định phải nhanh. CR chậm rãi, dưới chân không tốn cái còi, đã lên phi thường thực dụng bóng đá, mới có thành tựu hiện tại. Cho nên nói, hơn người động tác, không cần sức tưởng tượng, thực dụng mới là vương đạo. Lý Minh Vũ bắt đầu ở huấn luyện thi đấu bên trong để cho mình hơn người động tác trở nên ngắn gọn thanh thoát, ra cầu tốc độ phải nhanh. Lần này, phòng thủ hậu phương cầu thủ càng thêm nhức đầu. Co mang cũng là nhìn ra Lý Minh Vũ trưởng thành, mỉm cười gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại một lần nữa đi tới cuối tuần. Ba ca toàn thể cầu thủ ngồi máy bay, đi tới sang Mamet sân bóng. Sang Mamet sân bóng là La Liga trứ danh địa ngục sân nhà. Athletic Bilbao đội tại Tây Ban Nha là một chi phi thường nổi danh khí đội ngũ. Chi này đội bóng xây đội thời gian tại năm 1898, là Tây Ban Nha xây đội thứ hai sớm đội bóng, lịch sử vô cùng lâu đời. Bất quá hắn to lớn danh khí ở chỗ, tại hiện nay, dẫn viện binh phi thường phổ biến tình huống dưới, Athletic Bilbao đội vẫn là tuần hoàng theo bọn hắn cổ lão quy cũ, chỉ ở Baxter địa khu chiêu mộ nhân tài, phải gìn giữ mình đội bóng huyết thống thuần khiết tính chất dạng này cố chấp mang tới hậu quả chính là Atletic Bilbao đội từ đây đã mất đi đoạt giải quán quân khả năng. Dù sao chỉ dựa vào một chỗ cầu thủ đến đánh thiên hạ, có thể một mực lưu tại La Liga, đây cũng là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, dạng này, cố chấp, cũng có chỗ tốt nhất định, chính là chi này đội bóng đoàn kết tính chất, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể tới địch nổi, chẳng những cầu thủ đoàn kết tính chất, liền xem như fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường ủng hộ đội bóng lựa chọn, không rời không bỏ, liền xem như đội bóng đã từng ngã ra qua La Liga, bọn hắn cũng là không từ bỏ quy củ của mình. Athletic Bilbao đội là La Liga tác phong phi thường cứng rắn đội bóng, được xưng là cự nhân sát thủ, cơ hội tất cả đặt chân nơi này siêu cấp cầu thủ đều sẽ có phát huy thất thường thời điểm. Trận đấu này thì bị người coi như là một trận báo thù chi chiến, bởi vì tại hai tháng trước. Tây Ban Nha Super Cup quán quân tranh đoạt chiến bên trong, Barcelona chính là đối mặt Athletic Bilbao đội. Tại trận đấu này bên trong, Barcelona đội hai lần dẫn trước, hai lần bị đối thủ ngoan cường sang đều tỷ số, cuối cùng tại thêm lúc thi đấu bên trong, bị Athletic Bilbao đội tuyệt sát, đau mất năm nay cái thứ nhất kim bài. Mà trận đấu này, tại sao trận đấu gây nên oanh động to lớn nguyên nhân, ở chỗ, Messi ở trong trận đấu, dẫn tới mình tại ca tờ thứ nhất hồng bài lần này, lần nữa đối mặt Athletic bao đội, Messi sẽ làm ra như thế nào đáp lại đâu. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Messi siêu cấp thế giới giao động, cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Athletic Bilbao đội. Tây Ban Nha tối riêng một ngọn cờ đội bóng. Có thế dung nạp 39, 750 người sang ma mét sân bóng, nên đón khí thế hung hăng Barcelona đội. Trên sân bóng, không còn chỗ ngồi. Làm châu Âu nổi danh nhất địa ngục sân nhà một trong, Athletic Bilbao fans hâm mộ bóng đá, tuyệt đối sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào, liền xem như đối mặt gần nhất chiến lược siêu quần Barcelona đội, tiếng ca của bọn họ bên trong cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ nghe bên ngoài đinh tai nhức ốc tiếng ca cùng tiếng kêu to, cũng là cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Athletic Bilbao đội sân nhà, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, các đội viên của hắn thì sắc mặt như thường, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Hàng năm đều sẽ tới quả cầu này trận ít nhất một lần, huống hồ bọn hắn là Barcelona, tuyệt không có khả năng bị loại tràn diện này dọa sợ. Messi đứng ra, Ánh mắt kiên định nói nói, hai tháng trước, ngay ở chỗ này, chúng ta đã mất đi năm nay cái thứ nhất quán quân. Bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta vinh dự, đương nhiên, sai lầm tại ta. Messi nhìn quanh một chút chung quanh hoặc ngồi, hoặc đứng lấy các đội viên, trong mắt lửa giận phản phất muốn nhóm lửa toàn bộ thế giới, lạnh lùng nói, lần này, chúng ta lần nữa bước lên sang Maracanã sân bóng, chúng ta muốn ở chỗ này chứng minh, chúng ta Barcelona tuyệt đối không thể có thế tại một chỗ liên tục té ngã hai lần. Ba ca không thể nhục. Tất cả đám cầu thủ, tất cả đều nhiệt huyết sôi đứng bật dậy, kích động cao giọng hô nói, ba ca không thể nhục. Lý Minh Vũ cũng là kích động quơ nắm đấm, mặt đỏ tới mang tay đi theo hô hào. Đứng ở ngoài cửa có mang lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra trận đấu này, quân tâm có thể dùng, sĩ khí đáng khen. Có mang đợi đến thanh âm bên trong hạ về sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thay quần áo, mang theo trợ thủ của mình đi đến. Hôm nay đội hình không có biến hóa, chiến thuật còn là dựa theo trước đó nói qua, ta cũng không muốn nói nhiều, các chiến sĩ, đi đem các ngươi mất đi đồ vật cầm về đi. Có mang phủi tay, cổ vũ một chút lòng người. Tất cả đám cầu thủ nhau nhau quái khiếu một tiếng, đội bóng bầu không khí vô cùng hài hòa. Ban đêm 20. Không không, tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, trận này tiêu điểm chiến dịch kéo ra màn che. Ngồi tại ghế dự bị Lý Minh Vũ cắn ngón tay của mình giáp, một mặt hưng phấn nhìn xem trên trận cục diện. Athletic Bilbao đội chiến thuật vô cùng đơn giản thô bạo, vừa mở trận, liền trực tiếp rùa rút về mình nửa tràng, bày ra một bộ thiết dũng trận trạng thái. Dù sao hiện tại Athletic Bilbao đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 8, có hy vọng xung kích trước 6, thu hoạch được Euro chiến tư cách nhưng là tại đối mặt Barcelona thời điểm, bọn hắn còn là vô cùng cẩn thận, không lại bởi vì bên trên một trận Tây Ban Nha Super Cup thắng Barcelona, liền cho là mình đã có thể cùng đối phương tách ra vật cổ tay. Bất quá, đối với Barcelona đội mũi tên nhân vật Messi phòng thủ, vẫn là đơn giản như vậy thô bạo. Bên trên một trận đấu, Messi cũng là bởi vì bị đối phương khiêu khích đầu óc phát sốt, làm ra lựa chọn sai lầm, đưa đến đội bóng thu cầu. Lần này, Messi tâm thái để rất bình thản, cơ bản rất ít dính cầu, một cước ra cầu, căn bản không cho đối phương cuốn lấy cơ hội của mình. Cái này khiến Atletic Bilbao đội phòng thủ có chút chân tay lúng cuốn. Dù sao tại cầm banh trạng thái dưới phạm lỗi, cùng không cầu trạng thái dưới phạm lỗi đó cũng không phải là một cái khái niệm. Messi tại đối phương trước trận bốn phía du tẩu, đem phòng tuyến của đối phương mang thất linh bát loạn, nhưng là mình cũng không nhiều dính cầu, chỉ là một cước cầu quá độ một chút loại tình huống này, trực tiếp để Athletic Bilbao đội phòng thủ không có trọng điểm. Quả nhiên, mở màn 10 phút đồng hồ, Messi lui về nhận banh, Athletic Bilbao đội tiền về phòng ngự Garcia đuổi đi theo sát. Messi bỗng nhiên đưa bóng về làm, sau đó mình một cái phản chạy, trực tiếp hất ra cùng lên đến Garcia. Garcia cũng là có chút lúng cuốn tay chân, bởi vì Messi một mực không có có biểu hiện ra công kích của mình tính chất, lần này bỗng nhiên khởi động, để Garcia quả thật có chút không nghĩ tới. Barcelona tiến công lập tức liền như là bị kích hoạt lên, dè dòng tiếp vào Messi về gõ, trực tiếp một cước qua đỉnh chọn truyền, vượt qua Garcia đỉnh đầu, Messi vừa vặn người tới, đưa chân nhất câu, liền đem banh đứng tại dưới chân của mình. Garcia quay đầu liền muốn truy kích, nhưng là Messi đã nhanh nhanh khởi động, hướng về phía Atletic Bilbao đội hậu phòng tuyến liền vọt tới. Tiền vệ phòng ngự mất vị. Đây là trên sân bóng đáng sợ nhất tình huống. Không có tiền vệ phòng ngự, hậu phòng tuyến liền sẽ trực tiếp mặt đối công kích của đối phương tây. Này lại để phòng thủ hậu phương cầu thủ xa vào đến tiếng thối lưỡng nan tình trạng. Athletic Bilbao đội hai cái hậu vệ trung tâm cũng là như thế, nhìn xem chạy như bay đến Messi, bọn hắn nhất định phải muốn đi lên. Balenciaga hô nói, "Nunes, ngươi đi, buộc hắn đi cánh phải, tuyệt đối đừng để hắn hướng ở giữa đi." tất cả mọi người biết, Messi chân trái vô địch thiên hạ, cho nên, chỉ cần có thể buộc Messi đi cánh phải, trên cơ bản phòng thủ liền hoàn thành hơn phân nữa. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Messi tại nhận banh về sau, hướng về trung lộ lội một bước, cách cầu môn còn có gần 40 mét địa phương, trực tiếp lên chân. Balenciaga cùng Nunes nghe được một tiếng sấm trên tầm thường thanh âm. Bo mờ mờ chỉ gặp bóng đá từ bên cạnh của bọn hắn về một tiếng bay đi. Hai người có chút hoảng sợ quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nhà mình thủ môn ngốc như gà gỗ đứng ở nơi đó, bóng đá đã vọt vào cầu môn bên trong, khơi dậy một trận màu trắng bọc nước. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dùng không thể tin được con mắt, nhìn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu đứng thẳng, nắm chặt song quyền, cao tiếng rống giận Messi. Siêu cấp thế giới dao động. Messi một cước này thế giới dao động, trực tiếp đem mình bị khuất hai tháng lửa giận tất cả đều tuyên tiết ra. Ba ca đám cầu thủ cũng tất cả đều là như là điên cuồng tầm thường xông về Messi, đem nó bao bọc vây quanh, đương nhiên sẽ không giống đối đại lý Minh Vũ như thế đá cái mông, nhưng là sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng loại này phương thức ăn mừng vẫn là không có quan hệ. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Lý Minh Vũ khi nhìn đến Messi lội một bước về sau, liền đã đứng lên, phúc chí tâm linh hắn đã cảm thấy Messi chuẩn bị muốn gõ cửa. Quả nhiên, một cước để Lý Minh Vũ cảm giác được toàn thân run sợ thế giới dao động, trực tiếp điểm đốt toàn bộ sân bóng. Lý Minh Vũ kích động quơ nắm đấm của mình, miệng thảo luận lấy một chút chính mình cũng không biết có ý tứ gì hồ ngôn loạn ngữ. Ngưu bức. Ngoà tao. Messi, ngươi quá. Vừa mở trận, Messi liền cho Athletic Bilbao đội tới một cái to lớn ra oai phủ đầu. Messi dùng phương thức như vậy tuyên cáo mình trở về. Một lần nữa giữa trận kéo cầu, Messi mang theo chiến ý hừng hực, lần nữa đầu nhập vào trong trận đấu, bắt đầu ở đối phương nửa tràng tiếp tục trong rủi. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26. Messi hát triết cầu cất giữ cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Phút thứ 15, Messi một lần nhận banh về sau đột phá, để phòng thủ hắn hậu vệ biên Kappa bất lực, đành phải đưa tay dẹp đi hắn. Kết quả, trọng tài chính không có chút do dự nào, trực tiếp chạy tới, cho Kappa một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mở màn mới 15 phút, chủ lực hậu vệ biên liền thu hoạch một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đầy đối với lúc đầu phòng thủ cũng có chút bấp bên hậu phòng tuyến tới nói, càng thêm tuyết thượng gia sương. Tại trên sân bóng, không có cái gì nhân từ có thể nói. Tại Kappa thu được thẻ vàng về sau, Messi mở ra mình tiến công hình thức. Hắn bắt đầu không ngừng xung kích phòng tuyến của đối phương, bởi vì một trương thẻ vàng mang theo, Kappa tấn công tính cũng bắt đầu hạ thấp. Điều này sẽ đưa đến, cái này một bên phòng thủ triệt để mất trọng lượng. Dưới trận Athletic Bilbao đội huấn luyện viên trưởng Marcelino nhíu chặt lông mày, nhìn xem nhà mình hậu phòng tuyến lung lay sắp đổ, giống như lần tiếp theo tiến công liền sẽ bị Barca dẫn bóng. Marcelino nghiêng đầu lại, nói nói, Đức Marco, chuẩn bị làm nóng người, đợi lát nữa thế cho. Lời còn chưa nói hết, Marcelino liền nghe đến bên sân phan bóng đá từng đợt hoảng sợ tiếng trống giận dữ. Marcelino cảm giác được trái tim của mình siết chặt, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mình vùng cấm địa bên trong một trận rối loạn, loáng thoáng thấy được một cái Barcelona cầu thủ giống như ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Marcelino vọt thẳng hướng về phía thứ tư quan viên, căn bản không quan tâm vừa rồi mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền lớn tiếng hô nói, giả quẳng, kia là giả quẳng, đó nhất định là giả quẳng. Thứ tư quan viên làm ra để hắn tỉnh táo thủ thế, nói nói, Marcelino tiên sinh, có phải hay không giả quản cần từ trọng tài chính đến phán định, xin ngài lãnh tĩnh một chút, trở lại trên vị trí của mình. Marcelino một bên hô hào, một bên nhìn về phía nhà mình cầu môn phương hướng. Trọng tài chính tiếng còi đã vang lên, mà lại cầu đã ra khỏi ranh giới cuối cùng. Nhưng là quả cầu này đến cùng phải hay không phạm lỗi đâu. Trọng tài chính bởi vì vừa rồi chọn vị trí không thật là tốt, vùng cấm địa bên trong đã là kín người hết chỗ nhưng là từ tai nghe của mình bên trong phản hồi về tới tình huống, vừa cắt cũng không có thấy rõ ràng. Bất quá, bởi vì song phương tranh chấp vô cùng kịch liệt, trọng tài chính đành phải làm ra muốn đi nhìn VAR thủ thế. Trọng tài chính một đường chạy chậm, đi tới bên sân video trợ lý trọng tài nơi này, cầm lên tai nghe, bắt đầu quan sát vừa rồi chiếu lại. Cánh trái đem bê lê cầm banh, một người phi thường xinh đẹp người cầu phân qua, vượt qua đối phương hậu vệ biên, sau đó hắn một cước thấp truyền, trực tiếp từ đối phương hậu vệ cùng thủ môn ở giữa truyền tới. Hậu vệ trung tâm chân cũng không có đụng được banh, thủ môn đứng tại cầu môn tuyến bên trên, cũng không có xuất kích, nhìn xem bóng đá từ trước mặt mình xẹt qua. Nhưng là sau điểm hậu vệ biên Kappa, thì là bị Messi đặt ở sau lưng, đang chạy bên trong, Kappa chân vô tình hay cố ý giảm tại Messi gót chân, trực tiếp để Messi ném tới tại vùng cấm địa bên trong. Bóng đá cũng là trượt cánh cửa mà qua. Trọng tài chính nhìn hai lần chiếu lại, xác định hết thảy. Trọng tài chính làm ra thủ thế, trực tiếp chỉ hướng penalty điểm. Barcelona đám cầu thủ cũng là hưng phấn huy động nắm đấm. Chẳng những là dạng này, trọng tài chính còn chạy tới hậu vệ biên Kappa trước mặt, từ trong túi móc ra hai tấm thẻ, một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, sau đó lại đổi thành thẻ đỏ tấn thăng thẻ, trực tiếp đưa Kappa về tới phòng thay quần áo. Athletic Bilbao đội trực tiếp vỡ tổ. Mở màn 15 phút, chủ lực hậu vệ phải bị phạt dưới, hơn nữa còn có một cái penalty, cái này nếu là phạt tiến vào, hai, không điểm số, cái này còn để cho người ta làm sao đá bóng A. À. Nhưng là trọng tài chính một bộ bất vi sở động dáng vẻ, làm ra để Athletic Bao đội cầu thủ tỉnh táo, đồng thời mau chóng rời đi động tác. Nhìn xem trọng tài chính sờ về phía hoàng bảo thạch chiến thần thể Tây, Athletic Bao đội đám cầu thủ chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi. Messi lộ ra một tia thống khoái tiếu dung. Một thù trả một thù. Mặc dù lần trước hồng bài không phải là bởi vì Kappa, nhưng là thù này là đối toàn bộ Athletic Bilbao đội. Messi đứng tại penalty điểm trước, đem bóng đá cất kỹ, lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn đối phương thủ môn. Athletic Bilbao đội thủ môn Simon bắt đầu ở cánh cửa tuyến bên trên làm ra đủ loại sức tưởng tượng động tác, mong mỏi có thể làm cho Messi phân thần nhưng là có trải qua đấu trường messi làm sao có thể bị loại này cấp thấp thủ đoạn làm cho mê hoặc đâu một tiếng còi vang messi kiên định mà nhanh chóng xông về bóng đá chân trái cổ chân lắc một cái thủ môn simon chỉ có thể phủ một cái phương hướng nhào ra ngoài nhưng là hắn ở giữa không trung thời điểm liền hối hận nguyên lai messi đã đi ra một cái thìa simon rơi xuống đất thời điểm bóng đá cũng là hoạt xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung rơi vào đến cầu môn bên trong cương đại nội tâm mới có thể chống đỡ messi tại loại này báo thù sốt ruột kích động nhân tâm thời khắc đã ra lãnh tĩnh như vậy một cước panenka dưới trận lý minh vũ cũng là kích động cao giọng hô kêu lên loại này đã phạt đền tâm thái để lý minh vũ cũng là bội phục không được penalty là lý minh vũ nội tâm một đại mộng yểm không biết cơn ác mộng này lúc nào mới có thể bị vượt qua lần nữa bên trong vòng kéo cầu Athletic Bilbao đội vừa mở trận, liền bị liên tiếp trọng quyền đánh có chút đầu óc choáng váng. Bản đến phòng tuyến của mình liền tràn ngập nguy hiểm, bây giờ thiếu một cái phòng thủ người, cái này liền càng thêm giật gấu vá vai. Messi cũng là triệt để giải phóng, tại đối phương 30 m khu vực, hắn tự do trong rủi, đem phòng tuyến của đối phương lôi kéo chia năm xẻ bảy. Phút thứ 30, Barcelona trước trận tam xoa kích lần nữa đánh ra tinh diệu phối hợp kéo đến hộ công vị trí Griezmann một cước chọc khe, truyền cho thoát khỏi đối phương hậu vệ dây dưa Dembele dưới chân. Dembele liên tiếp dẫm xe công thức một, làm cho đối phương hậu vệ trung tâm trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, trực diện thủ môn Dembele, cũng không có tham công, mà là một cước ngược lại tam giác truyền bóng, truyền cho nhanh chóng chen vào Messi. Messi cũng là không có cô phụ Dembele hảo ý, một cước đẩy bắn, đánh xuyên qua đối phương cầu môn. Hoàn thành dẫn bóng Messi, lập tức liền nhảy tới Dembele trên lưng. Dembele cổng Messi, đi thẳng tới đội khách phan bóng đá phương trận, như là quốc vương tuần sát. Đây là Athletic Bilbao đội sân nhà, hiện trường chỉ không đến 1.000 tên Barcelona phan bóng đá, nhưng là những này phan bóng đá là hạnh phúc. Nhìn xem 3 ca quốc vương Messi, 30 phút liền hoàn thành hát triết, này 1.000 tên Barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng đều là nhau nhau làm ra cúng bái thủ thế. Mọi người đều biết, trận đấu này đối với Messi tới nói ý vị như thế nào, cho nên, liền ngay cả kiệt ngạo bất tuần Dembele, cũng tại đối mặt mình thủ môn loại này lớn thời cơ tốt, đưa bóng về truyền cho Messi, chính là vì để Messi đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Messi cũng là lòng dạ biết rõ, đối mọi người thành toàn, cũng là phi thường cảm động. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Thu hoạch được to lớn tăng lên, vừa đường kỹ xảo, cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hơn nửa hiệp tranh tại kết thúc. Điểm số như ngừng lại ba. Không, mặc dù nói Athletic Bilbao đội thiếu mất một người, nhưng là loại kia liều mạng phòng thủ động tác cùng ý chí kiên cường, cũng là để Barcelona đội ở phía sau hơn 10 phút bên trong, đắc thế không đạt được. Nhất làm cho Lý Minh Vũ khiếp sợ là, hiện trường phan bóng đá, tại loại này đội bóng đã sơn cùng thủy tận thời điểm, fans hâm mộ bóng đá tiếng ca chưa hề đều không có đình chỉ qua, đối đám cầu thủ cổ vũ âm thanh liên tiếp. Đây là một chi dạng gì đội bóng A? À? Tầm thường La Liga đội bóng, ngay tại lúc này, liền trên cơ bản lựa chọn đầu hàng. Nhưng là đối Athletic Bilbao đội tới nói, Người coi như tiến vào ta lại nhiều cầu, ta cũng muốn từ trên người của ngươi cắn khối tiếp theo thịt tới. Trở lại trong phòng thay quần áo. Có mang cố ý dặn dò mọi người, nửa tràng sau tranh tài, có thể hơi thu vừa thu lại. Dù sao bên trên một trận đấu bên trong, Lý Minh Vũ gặp phạm lỗi, để có mang trong lòng cũng là sợ không thôi. Hiện tại cái này điểm số cùng trạng thái, trận đấu này trên cơ bản đã cầm xuống, cũng không cần nửa tràng sau lại đi liều mạng. Messi hỏa khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, ba cái dẫn bóng, hơn nữa còn làm cho đối phương phạt hạ một người. Messi trong lòng cũng là thư thản. 20 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Đổi bên tái chiến. Rất rõ ràng, Barcelona tiến công chậm lại. Bất quá, Atletic Bilbao đội cũng không có mắt lừa, lão hổ không xuất động. Ở giữa sân ngược lại chân Barcelona đội nhìn xem căn bản không được bức cướp Atletic Bilbao đội cũng là ít nhiều có chút xấu hổ. Tại toàn trường phan bóng đá to lớn hư thanh bên trong, Barcelona đội cũng là đành phải đem mình tiến công tuyến tiếp tục trước ép. Bất quá, trước trận đám cầu thủ, rất rõ ràng cảm thấy Athletic Bilbao đội phòng thủ trở nên tấn công tính 10 phần. Bọn hắn là đồ sứ, bọn hắn không dám cùng chúng ta đối cứng cứng rắn, nửa tràng sau, ta cần muốn mọi người phòng thủ trở nên cường ngạnh, ta cũng không tin trọng tài chính còn dám đem các ngươi đều phạt đi xuống. Nửa trang sau, ta muốn để bọn hắn không dám vào chúng ta vùng cấm địa. Các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là sang ma sân bóng, nơi này là Baxter người địa bàn. Các ngươi đều quên hai tháng trước, chúng ta ở chỗ này là thế nào thắng bọn hắn sao? Thiếu một người tính là gì, chúng ta Baxter người, chưa hề còn không sợ chiến đấu. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Baxter người huyết tính đi giữa trận lúc nghỉ ngơi, Athletic Bilbao đội huấn luyện viên trưởng Marcelino giận không kềm được kêu to nói. Chủ đội trong phòng thay quần áo, truyền ra to lớn trống lên một tiếng, cùng trên sân bóng phan bóng đá tiếng kêu to tương ánh thành huy. Barcelona đội tại đối mặt cường ngạnh như vậy phòng thủ động tác lúc, quả thật có chút chân tay co cống. Tại tiến công bên trong, Barcelona căn bản là không có cách tổ chức lên hướng về phía trước thế công liền xem như hơn nửa hiệp phát huy cực kỳ xuất sắc Dembele, tại nửa tràng sau, cũng là tại hai lần sau khi đột phá, bị đối phương hung hăng để ngã trên mặt đất về sau, cũng không dám lại tùy ý đột phá. Bên sân Coman nhìn xem trên trận cục diện, lông mày cũng là thật chặt nhíu lại. Bởi vì Dembele tịch ngòi, Messi cũng là cảm thấy một bàn tay không vỗ nên tiếng, nhiều lần tiến công không có kết quả về sau, Messi cũng là có chút vội vàng sao động bắt đầu nếm thử sút xa nhưng là thế giới dao động loại này cầu, cũng không là lúc nào đều có thể đá ra. Tại một lần xuất xa cao hơn xà ngang mấy mét về sau, Messi cũng là hung hăng đá một cước trên đất mặt cỏ, một miếng nước bọc nôn ra ngoài. Nửa trang sau phút thứ 70, Coman bắt đầu mình lần thứ nhất điều chỉnh. Lý Minh Vũ lần nữa thay thế đã không có tiến công Dembele, xuất hiện ở đội bóng tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sang Mamet sân bóng thành công thu hoạch được Athletic Bilbao đội danh túc Ly Gia ra đường biên kỹ xảo. Năng lực tiến công 85, 92, 86, 93, khống chế bóng 80, 85, 82, 87, dẫn bóng 80, 92, 82, 93, tốc độ 88, 99, 89, 99, truyền bóng 80, 85, 82, 87, lực bộc phát 80, 85, 82, 87, đối kháng tính chất. 70, 80, 73, 82, lực lượng. 75, 80, 77, 83, thể lực. 70, 75, 75, 80, năng lực phòng ngự. 40, 50, 60, 80, cắt bóng. 50, 60, 60, 75, lần này lấy được kỹ năng tăng lên vô cùng toàn diện dù sao, Lizara bản thân liền là một cái phi thường toàn diện cầu thủ. Lizara, người Pháp, lâu dài cầm giữ nước Pháp đội hậu vệ trái vị trí, là làm lúc trên thế giới ưu tú nhất hậu vệ trái một trong, cũng là một vị có được bóng đá đại mãn quán cầu thủ. Lizara mặc dù là người Pháp, nhưng là có thể xuất hiện tại Athletic Bilbao đội, cũng không phải là bởi vì đội bóng từ bỏ quy củ của mình, mà là bởi vì Lizara bản thân liền là Baxter người. Lizara ra đời địa phương, thánh để. Đức Lữ Tư, cách Tây Ban Nha Baxter địa khu chỉ có khoảng 20 phút đường xe. Đây cũng là vì cái gì Lizarra là một người Pháp, sẽ xuất hiện tại Athletic Bilbao trong đội nguyên nhân. Quá khứ Lý Minh Vũ, bất luận là tại đội thanh niên vẫn là tại đội dự bị bên trong, đều là đánh trúng phong xuất thân. Nhưng là đi tới Barcelona đội một bên trong, trung lộ bị Griezmann cùng Messi một mực chiếm cứ lấy, mình chỉ có thể ở đường biên tới lui tuần tra nhưng là hắn hay là thích hướng trung lộ đột phá, cũng không có đủ biên phong tố chất, thường thường sẽ cùng mình các đội hữu vị trí trung điệp. Bất quá, khi hắn thu được ly gia ra đường biên tiến công kỹ xảo về sau, bỗng nhiên một đầu kim sắc đại đạo dưới chân hắn xuất hiện. Vừa vào sân, Lý Minh Vũ liền nhận được giữa trận gia dông truyền bóng. Bởi vì cho tới nay, đội bóng bị đối phương phòng thủ làm có chút thật không dám tiến công, cho nên Messi về tới mình quen thuộc cánh phải, đem trung lộ để lại cho Grimman. Grimman xem xét Lý Minh Vũ cầm banh, cũng là tới lui đi qua, chuẩn bị tiếp ứng một chút. Nhưng là Lý Minh Vũ cảm giác được đối diện hậu vệ biên có chút buông lỏng cảnh giác. Dù sao, hắn đã dùng mình thô bạo phòng thủ nói cho Barcelona, ta chỗ này, không làm được. Ai biết, Lý Minh Vũ loại người này, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ở đây ngồi xuống 70 phút, Lý Minh Vũ cảm giác chính mình cũng muốn ngồi mọc. Vừa vào sân, Lý Minh Vũ liền mang theo cầu, bắt đầu xung kích lên đối phương hậu phòng tuyến. Athletic Bao đội hậu về phải lôi kho ai, vừa thấy được Lý Minh Vũ cũng dám phách lối như vậy trực diện mình, cũng là cười lạnh một tiếng, chuẩn bị cho hắn một cái hung ác, cho hắn biết mình nơi này đi không thông. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, lôi kho ai liền biết, mình cần phải đối mặt đối phương cầu thủ, một cái là Dembele, một cái chính là có khả năng ra sân Lý Minh Vũ hai người kia đều là tốc độ rất nhanh cầu thủ, bất quá, đối với lôi kho ai tới nói, mặc dù nói Lý Minh Vũ hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, nhưng là, Dembele hiển nhiên càng khó ứng phó một chút, dù sao Dembele càng thêm toàn diện. Hắn đối với Lý Minh Vũ đường tấn công cũng là phi thường hiểu rõ, phần lớn thời điểm, hắn vẫn là phải bên trong cắt, hạ ngọn nguồn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chuyện bóng kỹ thuật chỉ có thể nói là. Cho nên, lôi kho ai trực tiếp kẹp lại Lý Minh Vũ bên trong các lộ tuyến, muốn để Lý Minh Vũ từ đường biên đi, mình tốt đem nó áp súc đến đường biên, tùy thời cắt bóng. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan trọng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotaur, người cá, người lùng hobbit, người lùng đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Hai người hát triết, báo thù thành công, cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lý Minh Vũ kinh ngạc nhìn đứng tại mình phải phía trước, kẹp lấy mình bên trong các lộ tuyến lôi kho ai, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Bởi vì vì trước mặt mình là một đầu rộng lớn vô cùng đường biên thẳng tắp. Không nghĩ tới đối phương như thế khinh thường lại đem toàn bộ đường biên đều cho mình lý minh vũ cũng không làm giả động tác trực tiếp lên nhanh một cước đem cầu lội ra ngoài sải bước liền đuổi theo lôi kho ai nhìn thấy lý minh vũ động tác cũng là lộ ra một tia cười lạnh trực tiếp gần sát lý minh vũ chuẩn bị dùng bả vai trước cùng lý minh vũ đánh một cái bắt chuyện hoan nghênh hắn đi vào sang ma mét sân bóng lý minh vũ nhìn thấy lôi kho ai nhích lại gần mình thời điểm liền biết ý đồ của đối phương chỉ bất quá tốc độ của mình còn không có triệt để, nếu quả như thật bị đối phương dính lên, đoán chừng, mình liền sẽ bị đối phương cho trực tiếp cuộc ngược, tự như lúc trước lôi kho ai cuộc ngược đem bê lê đồng dạng. Lý Minh Vũ đem mình chạy lộ tuyến tiến hành điều chỉnh, mình bắt đầu hướng mình bên trái đằng trước chạy tới. Lôi kho ai cảm giác bờ vai của mình phải nhờ vào đến Lý Minh Vũ, trên mặt cũng lộ ra một tia nhe răng cười, chuẩn bị một cái phát lực, đem mình gầy yếu tiểu hỏa tử đụng ra ngoài nhưng khi hắn phát lực thời điểm, hắn kinh hải phát hiện, Lý Minh Vũ vậy mà tại xa cách mình. Cũng không phải là hướng về phía trước, mà là phía bên trái. Lôi kho ai cái này va chạm, xoa tại Lý Minh Vũ bả vai, cũng không có đụng thực, Lý Minh Vũ dưới chân chỉ là có một tia lão đảo, sau đó tiếp tục sải bước phóng tới tiến đến. Nhưng là lôi kho ai thế nhưng là xui xẻo, đã dùng hết lực lượng toàn thân, kết quả đụng cái tịch mịch, cái đồ chơi này ai chịu nổi a? À? Lôi kho ai trực tiếp một cái ngã gục liền ném xuống đất Chật vật tới cực điểm Dưới trận ghế dự bị bên trên Dembele thấy cảnh này Trực tiếp từ ghế dự bị bên trên nhảy lên Trình diện bên cạnh hư tay múa chân Cháu trai, ngươi mẹ nó cũng có hôm nay Lý, thật sự là hảo huynh đệ của ta Vừa vào sân liền giúp ta báo thù Không riêng gì Dembele Ba ca ghế dự bị đều đã cười lật trời Cái này đã thành một cái ba ca giữ lại tiết mục bởi vì làm căn bản bên trên chỉ cần Lý Minh Vũ ra sân, mặc kệ là đối phương hậu vệ vẫn là thủ môn, chắc chắn sẽ có một người trở thành Lý Minh Vũ dưới chân vong hồn, té ngã trên đất. Không có lôi kho ai phòng thủ, Lý Minh Vũ trước mặt con đường càng thêm rộng lớn. Hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể tới ngăn cản Lý Minh Vũ bên trong cắt. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chân phải bên ngoài mua bàn chân một chuyến, vọt thẳng hướng về phía Athletic Bilbao đội sườn bộ. Griezmann cùng Messi cũng là bắt đầu điên cuồng chạy, thầy Lý Minh Vũ lôi kéo đối phương phòng thủ. Atletic Bilbao đội hậu vệ trung tâm Balencia tranh thủ thời gian tiến lên đón. Nhưng là hắn vị trí phòng thủ đứng vô cùng kém, dù sao cũng là bù vị đi lên. Lý Minh Vũ chân phải bên ngoài mu bàn chân một nhóm bóng đá, một bộ nghĩ muốn tiếp tục hướng trung lộ các động tác, hù đến Balencia tranh thủ thời gian trọng tâm hướng trung lộ chết đi một tia. Kết quả, Lý Minh Vũ một cái anh tuấn cái đuôi trâu, đem bóng đá lần nữa kéo lại, chân trái nhanh chóng tiến lên một bước, chặn vung trở về bóng đá. Một cái cái đuôi trâu, cộng thêm một cái dầu chiên viên thuốc. Balengia lập tức liền bị lắc ngã trái ngã phải, nhưng là cường đại hạ bàn lực lượng để hắn vẫn là ổn định cước bộ của mình. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng sớm đã từ bên cạnh hắn xóa tới, xông vào vùng cấm địa. Lý Minh Vũ từ sườn bộ vọt thẳng vào trong cấm khu, lúc này, chỉ có thủ môn cách Lý Minh Vũ gần nhất. Thủ môn Simon cũng là trống lớn một tiếng, trực tiếp nhanh chóng vọt ra, ý đồ đến phong tỏa Lý Minh Vũ sút gôn lộ tuyến. Quen thuộc một màn phát sinh. Lý Minh Vũ hai chân tại bóng đá bên trên qua lại lắc lư hai lần, thân thể lắc lư biên độ, như là đồng hồ quả lắc. Simon hai chân căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình lội tới. Một lần là xong. Đây là Lý Minh Vũ trận thứ 5 La Liga thi đấu vòng tròn, ngoại trừ bên trên một trận đối mặt Rio Sociedad thời điểm, Lý Minh Vũ không có thể đem đối phương thủ môn lắc ngược lại bên ngoài, còn lại 4 trận đấu, 4 cửa đêm đều đã trở thành dưới chân của hắn vong hồn. Đồng hồ quả lắc thức lắc lư, đơn giản chính là một cái đại sát khí, tại đối mặt thủ môn thời điểm, thủ môn căn bản không thể nào phán đoán, coi như sự tình biết tiên tri đây là động tác giả, nhưng là cơ bắp ký ức đủ để cho thủ môn nhóm không nghe đại não sai sử làm ra phán đoán sau đó chính là phán đoán sai lầm ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn trời năm đó ronaldo chính là dùng một chiêu này không biết để nhiều ít thủ môn ôm hận tại đây lý minh vũ phấn khích dẫn bóng tự nhiên là chạy không khỏi nhà mình cầu thủ một bộ nhiệt tình vuốt ve sờ đầu phát vỗ tới phía sau lưng đá cái mông nhất là đá cái mông Lý Minh Vũ mỗi lần cũng không tìm tới đá cái mông của mình người kia, liền xem như tại sau trận đấu mình nhìn chiếu lại, đều rất khó phát hiện đá mình cái mông kẻ cầm đầu. 0-4, Athletic Bilbao đội lần nữa nhận một kích trí mạng. Một kích này, để Athletic Bilbao đội sĩ khí nhận lấy to lớn phá hủy. Người sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là cho người hy vọng về sau, lại đem người hy vọng lấy mất. Athletic Bilbao đội chính là như thế nửa tràng sau vừa mở trận, bọn hắn thấy được ba ca mềm yếu cùng lùi bước, để bọn hắn giấy lên sang đều tỷ số điểm số hy vọng. Nhưng là Lý Minh Vũ ngàn dặm đi một kỵ, ngay cả qua hai tên hậu vệ, cuối cùng giữ cửa đem qua sạch sẽ, đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Đây quả thực là đem Athletic bao đội tất cả mọi người mặc đặt ở dưới chân, hung hăng đạp mấy lần. Tông bốc vỏ tim heo A. Một lần nữa giữa trận kéo cầu. Barcelona cầu thủ rất rõ ràng cảm giác được, tinh thần của đối phương chính đang nhanh chóng hạ xuống, liền ngay cả phòng thủ động tác, cũng không có trước đó tấn công tính. Vẫn là câu nói kia, thế giới bóng đá bên trong, chưa hề liền không có cái gì nhân tự có thể nói. Có Lý Minh Vũ cái này sinh lực quân, Atletic Bilbao đội toàn bộ cánh phải phòng tuyến, như là không có tác dụng. Lôi kho ai vừa rồi kia một ném, che lấy cánh tay của mình đã bị thay đổi đi tiếp thu trị liệu đổi đi lên mới hậu vệ Martine, thân hình cao lớn, nhưng là quay người có chút chậm chạp, kết quả liền trở thành Lý Minh Vũ đột phá khẩu. Nửa tràng sau phút thứ 80, Lý Minh Vũ một cái thẳng tắp gia tốc, đột phá Matine phòng thủ, tiếp tục bên trong cắt, tại vùng cấm địa tuyến bên trên, một cái bên trong mu bàn chân đường vòng cung cầu, vượt qua hai cái hậu vệ trung tâm mũi chân, cũng vượt qua thủ môn Simon đầu ngón tay, đánh trúng vào cột dọc bên trong, đạn tiến vào cầu môn. Không, năm, Barca tại sân khách đã năm cầu dẫn trước Atletic Bilbao đội. Cái này một cái dẫn bóng, triệt triệt để để để, để Athletic Bilbao đội từ bỏ. Tan trả lực chú ý, không có liên động phòng thủ. Tại phút thứ 87, Messi một cước xuyên thấu năm người chọc khe cầu, trực tiếp xé toàn toàn bộ Atletic Bilbao đội phòng tuyến. Lý Minh Vũ từ sườn bộ trực tiếp cắm vào, tại vùng cấm địa bên trong nhận được chuyền bóng. Thủ môn Simon căn bản cũng không có muốn ra ý đồ, chỉ cần ta không động, ngươi liền mơ tưởng muốn lắc đến ta. Có một không thể có hai. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, trực tiếp một cước mạnh hữu lực trút bắn, phá vỡ Simon cầu môn. Không, sáu, Messi cùng Lý Minh Vũ song song trình diễn hát triết. Báo thù thành công. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, Âu, Tron, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn Hobbit, người lùn đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Suku đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29. Lần nữa ký kết mới hiệp ước, cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Audio. Trận đấu này để Messi cũng là kêu to thống khoái. Lần trước như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Messi đều đã quên là từ lúc nào. Một trận đấu, hai cái hát triết, cái này cũng sáng tạo ra La Liga lịch sử. Bất quá, Messi tại trận đấu này quan mang, lần nữa bị chỉ có 19 tuổi Lý Minh Vũ cho che khuất. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ danh tự xuất hiện lần nữa tại mỗi lớn tin tức trang đầu đầu đề bên trên. 6 trận đấu, 14 dẫn bóng, còn có 3 lần trợ công. Lý Minh Vũ quang mang triệt để phun phóng ra nhất là biết được Lý Minh Vũ cùng Barcelona đội hợp đồng về sau, cơ hồ châu Âu tất cả đỉnh cấp đội bóng tất cả đều như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, nghe tin lập tức hành động. Lý Minh Vũ người đại diện, hiện tại trở thành bận rộn nhất người. Barcelona chủ tịch Laporta đã cho quản lý Braida hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải lưu lại Lý Minh Vũ, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Minh Vũ hiện tại đã không cần lại khảo sát, dạng này dẫn bóng hiệu suất, tại ngũ đại thi đấu vòng tròn, có thể nói là khinh thường quân hùng tồn tại liền xem như bayern munich cái kia dẫn bóng máy móc lewandowski đều không có lý minh vũ dẫn bóng hiệu suất cao đương nhiên lưu quang đá số trận muốn so lý minh vũ nhiều nhiều lắm sáu trận đấu mặc dù không có quá lớn sức thuyết phục nhưng là loại này dẫn bóng hiệu suất đủ để cho những cái kia đỉnh cấp đội bóng nhóm thèm nhỏ nước giải trải qua một loạt thần thương khẩu chiến đang hỏi qua lý minh vũ thái độ về sau Thắng người đại diện Andrew cùng Barcelona đội một lần nữa ký kết một phần hiệp ước. Hợp đồng niên hạn. Năm niên lương một năm. Một nghìn vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 1.8 ức euro dẫn bóng tiền thưởng. 10 vạn euro, cái trợ công tiền thưởng. 2 vạn euro, cái thi đấu vòng tròn quán quân. 500 vạn euro cúp nhà vua quán quân. 2 triệu euro Tây Ban Nha Super Cúp quán quân. 2 triệu euro UEFA Cúp Quán Quân. 300 vạn euro UEFA Champions League Quán Quân. 1.000 vạn euro kế tiếp còn có một loạt tiểu nhân quy tắc chi tiết, cái này một phần hợp đồng thành ý trang đầy, để Andrew cuối cùng đồng ý xuống dưới. Cái này một phần hợp đồng, Andrew hàng năm đều có thể thu hoạch được hơn trăm vạn euro trích phần trăm, nếu như lại thêm lý minh Vũ quảng cáo thu nhập trích phần trăm, Andrew một năm thu nhập có thể có 3-400 vạn euro đương nhiên vì để cho Lý Minh Vũ đáp ứng hợp đồng, ba ca phương diện cho Andrew chỗ tốt phí đương nhiên cũng không phải số ít. Andrew lại một lần nữa đi tới Lý gia phòng ăn, ngay trước Lý Minh Vũ phụ mẫu trước mặt, đem cái này một phần triệu nặng hợp đồng giao cho Lý Minh Vũ trong tay. Nhìn xem phụ mẫu kiêu ngạo ánh mắt, Lý Minh Vũ cũng là trịnh trọng việc tại phần này trên hợp đồng ký vào tên của mình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra mình sẽ tại Barcelona đội hiệu lực thời gian 5 năm. Andrew vừa cười vừa nói, Lý, căn cứ phần này hợp đồng ban thưởng cơ chế, trước ngươi dẫn bóng cùng trợ công đều đã bao hàm lần này ban thưởng bên trong, mỗi tháng phát tiền lương thời điểm, đều sẽ duy nhất một lần đánh vào đến tiền lương của ngươi trong thẻ. Andrew hát tay ban nhà hồi hương tiểu khúc, gật gù đắc ý rời đi Lý gia phòng ăn. Sonia giành lấy Lý Chấn Phi trong tay hợp đồng, cẩn thận nhìn xem, không khỏi âm thầm liếu lưỡi, nói nói, ông trời ơi, mà nền, một cái dẫn bóng 10 vạn euro, Ngươi bây giờ đã có bao nhiêu cái dẫn bóng a? À? Một bên Lý Chấn Phi cười ha hả nói, 6 trận đấu, 14 dẫn bóng, ba cái trợ công, cái này đổi tính được, 146 vạn euro. Sonia không khỏi bưng kín miệng của mình, nói nói, trời ạ, à, mà nện, ngươi quá lợi hại. Nói xong, Sonia ôm lấy Lý Minh Vũ, hung hăng trên mặt của hắn hôn một cái. Lý Minh Vũ cười ha hả nói, mụ mụ, bằng không, phòng ăn liền nhốt đi, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, ra ngoài tới một cái hoàn cầu du lịch thế nào. Sonia trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vỗ tay một cái, nói nói, tốt, liền quyết định như vậy. Nhưng là Sonia lại lắc đầu, nói nói, nhưng là phòng ăn không thể quan, gần hai tháng, ta và cha ngươi cha ra ngoài hảo hảo đi một vòng, từ sau khi kết hôn, chúng ta còn không hề rời đi qua tây ban nha đâu luôn luôn nghe ba ba của ngươi nói hoa hạ có xinh đẹp giường nào ta còn chưa từng có đi qua đâu lần này nhất định phải hảo hảo du lãm một phen lý chấn phi nhẹ gật đầu nói nói phòng ăn cũng không thể nhốt đây là hứng thú của ta nếu là nhốt ta về sau làm gì chẳng lẽ để cho ta hiện tại liền bắt đầu tiến vào dưỡng lão giai đoạn sau ta nhưng chịu không được quyết định như vậy đi phòng ăn ngừng kinh doanh hai tháng hảo hảo giả sử một cái liền vui vẻ như vậy quyết định. Trở lại trụ sở huấn luyện, Lý Minh Vũ bắt đầu huấn luyện của mình. Mặc dù nói mình bây giờ thuộc tính đã tiến rất xa, nhưng là duy chỉ có thể lực phương diện này, không có quá lớn đề cao, một trận đấu đều kiên trì không xuống, chẳng lẽ mình muốn làm cả một đời dự bị sao? Lý Minh Vũ hung hăng cắn răng, bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Thời gian rất mau tới đến cuối tuần. Lý Minh Vũ phụ mẫu cũng sớm đã rời đi Tây Ban Nha, hiện tại cũng đã đến nước Pháp cảnh nội. Bọn hắn tuyến đường là trước tiên đem châu Âu chuyển một mấy lần, sau đó đến nước Mỹ, cuối cùng đến Mỹ lệ hoa hạ. Không nói ra đi sống hai vợ chồng. Trận đấu này, Barcelona đội sẽ tọa trấn sân Nou Camp, nên chiến tới chơi Getafe đội. Getafe đội thế nhưng là nói La Liga thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất đội ngũ, năm 1983 mới thành lập nó, Trước mắt là kế Real Madrid cùng Atletico Madrid về sau, thứ ba chi Madrid lớn khu hạng nhất đội bóng. Bây giờ, chỉ so với gián cấp khu cao 5 phần bọn hắn, cũng ngay tại vì bảo đảm cấp mà chiến. Bất quá, đối mặt khí thế như hồng Barcelona, Getafe căn bản bất lực ngăn cản đối thủ tiến công. Trận đấu này, tại 70 phút thời điểm, Lý Minh Vũ mới bị thay thế ra sân, thay thế trận chính là, đã hoàn thành một truyền một bắn Messi bởi vì Messi ở trong trận đấu cảm thấy một tia khó chịu, cho nên, lý do an toàn, hắn yêu cầu thay người. Bất quá, xuống tới về sau, đội y đã kiểm tra về sau, phát hiện chỉ là có chút mệt nhọc quá độ cơ bắp khẩn trương, cũng không có trở ngại. Trước mắt điểm số, 2. Không, Barcelona đội dẫn trước. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân nu kem thành công, bởi vì túc chủ đã hoàn thành 3 lần sân nhà đánh dấu bản mùa giải đánh dấu số lần đã đạt tới hạng mức cao nhất, tiếp xuống mỗi lần sân nhà đánh dấu, đem sẽ không thu hoạch được ngôi sao bóng đá kỹ năng thiên phú, mỗi lần sân nhà đánh dấu, sẽ thu hoạch được ngôi sao bóng đá đặc thù trang bị. Chúc mừng túc chủ, thu được Ronaldinho may mắn vòng tay. Lý Minh Vũ cảm giác được trên cổ tay của mình bỗng nhiên nhiều hơn một cái màu lam vòng tay. Ronaldinho may mắn vòng tay. Mang có may mắn thuộc tính, tại trên sân bóng, sẽ phạm vi nhỏ ảnh hưởng đến cầu thủ may mắn giá trị. Lý Minh Vũ cũng không có cảm giác được cái này may mắn vòng tay có tác dụng gì, nhúng vai, thật nhanh chạy vào sân bóng bên trong. Barcelona phạt gốc tiến công. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Ronaldinho may mắn vòng tay cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lý Minh Vũ đánh đầu đã tại thu được Samano sắc bén đánh đầu kỹ năng về sau, trở nên vô cùng lợi hại, nhưng là bởi vì thân thể của hắn quá đơn bạc, cho nên hắn cũng không có ngay từ đầu liền vọt tới vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ đứng tại đại cấm khu cung phụ cận, thời khắc chú ý đối phương phòng thủ. Một tiếng còi vang, dè dòng phạt gốc mở ra lý minh vũ xông về phía trước một bước phát hiện quả cầu này là phát hướng về sau điểm liền dừng bước lui về sau hai bước đứng ở đại cấm khu cung bên ngoài một điểm vị trí này tiếng có thể công lui có thể thủ cũng là một cái tầm mắt khoáng đạt vị trí tốt ba ca trong đội cơ hồ không có cường lực đánh đầu cao thủ cho nên quả cầu này ba ca đám cầu thủ cũng không có tranh đến mà là bị Getafe phê cầu thủ cho thọc tới bất quá Getafe hậu vệ cũng không có đem quả cầu này đỉnh xa, mà là thẳng tắp, gặp cao không thấy xa. Bởi vì quả cầu này vị trí rất bình thường xấu hổ, thủ môn cũng không dám tùy tiện xuất kích, chỉ có thể chỉ huy hậu vệ nhóm tiếp tục phòng thủ. Getafe hậu vệ đều là nhân cao mã đại, phòng thủ dạng này cầu vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy đối phương hậu vệ trung tâm nhảy lên thật cao, một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá trực tiếp đỉnh ra đại cấm khu vừa vặn thọt tới Lý Minh Vũ phụ cận. Bởi vì vừa mới đối phương hậu phòng tuyến bị ép tới rất bình thường dựa vào cánh cửa tuyến, lúc này, Lý Minh Vũ vị trí vậy mà không có người phòng thủ. Lý Minh Vũ phi thường tự nhiên dùng bộ ngực dừng lại cầu, sau đó thân thể nghiêng một cái, một cước phi thường hữu lực lăn không trút bắn, đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía cầu môn phía bên phải. Thủ môn cũng là phi thường di động, một cái xinh đẹp bên cạnh nhào hắn cảm giác được đầu ngón tay của mình chạm đến bóng đá, trong lòng cũng là vui mừng. Thủ môn nghe được phía sau mình xuất hiện một tiếng bóng đá xô cửa trụ thanh âm. Bảo vệ tốt, quá tốt rồi. Thủ môn vừa rơi xuống đất, liền chuẩn bị đứng dậy quay đầu nhìn lại bóng đá vị trí, nhưng là còn không có đợi hắn quay đầu, cũng cảm giác được đầu của mình giống như bị thứ gì đập một cái, sau đó toàn trường phan bóng đá đều phát ra đinh tai nhức ốc tiếng tháng phục tại toàn trường phan bóng đá cùng trên trận cầu thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ gặp Lý Minh Vũ đá đi ra một cước này cầu bị đối phương thủ môn dùng ngón tay nhọn sờ soạn một chút, thoáng cải biến một chút xíu phương hướng, đánh vào cột cửa bên trên, bắn ngược ra ngoài. Hảo chết không chết chính là, phản bắn trở về bóng đá hung hăng đâm vào thủ môn cái ót, đạn tiến vào cầu môn bên trong. Thủ môn sờ lấy đầu của mình, một mặt buồn bực nhìn xem tại cầu môn bên trong bóng đá, một tiếng ngoạ tàu suýt nữa hô lên vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Lý Minh Vũ đều cảm giác được quả cầu này thật sự là vận khí quá tốt rồi. Đang tiếp thụ nhà mình đồng đội liên tiếp sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng cùng đá cái mông về sau, Lý Minh Vũ sửa sang lại mình đầu ổ gà, giống một cái bị đùa bẩn qua lại bị ném bỏ tiểu tức phụ, tức giận nhìn xem những này vô lương các đội hữu. Hừ, đừng để ta biết là ai đá cái mông của ta, bằng không, ta nhất định phải đá trở về. Lý Minh Vũ sờ lên trên cổ tay may mắn vòng tay. Thật chẳng lẽ chính là cái này may mắn vòng tay mang tới vận khí sao? Một lần nữa kéo cầu. Getafe đội đối mặt 3 cao vị bức đoạt không có bất kỳ cái gì biện pháp, đưa bóng truyền đến cánh trái. Lý Minh Vũ nhìn đối phương cầu truyền đến mình cái này một bên, cũng là nhanh lên đi bức đoạt. Bởi vì Lý Minh Vũ thu được ly ra, ra đường biên kỹ xảo, trong này chẳng những đã bao hàm đường biên tiến công kỹ xảo, hơn nữa còn có một chút phòng thủ tiểu khiếu môn ở bên trong. Lý Minh Vũ hiện tại phòng thủ cùng các bóng năng lực, tuyệt đối phía trước trận cầu thủ bên trong tính là thật tốt. Mà đối phương tiền vệ biên khi nhìn đến Lý Minh Vũ bức đoạt tới thời điểm, còn muốn dùng một cái động tác giả đến thoảng qua hắn. Ai biết Lý Minh Vũ đã sớm xem thấu hắn động tác giả, trực tiếp một cước sắc bén cắt bóng, từ dưới chân của hắn đem cầu gãy xuống. Không riêng đoạn đến cầu, hơn nữa còn làm cho đối phương một cái lão đảo, căn bản không có biện pháp tiến hành phòng thủ. Lý Minh Vũ cướp được cầu về sau, hướng phía trước một chuyến, mở ra hai đầu đôi chân dài, liền bắt đầu thật nhanh chạy hết tốc lực. Trước trận cắt bóng, trí mạng nhất. Getafe phòng thủ đội hình, lập tức liền bị Lý Minh Vũ đột phá. Trung lộ Griezmann cùng cánh trái Dembele cũng là như là hai thanh đao nhọn đồng dạng cắm vào Getafe nội địa để bọn hắn ba cái hậu vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến vùng cấm địa phụ cận, đối phương hậu vệ trung tâm lên mau, chuẩn bị ngăn cản Lý Minh Vũ tiếp tục tiến lên bộ phát. Lý Minh Vũ làm ra một cái tiếp tục hướng tranh giới cuối cùng đột tiến động tác, dẫn đối phương trọng tâm chìm xuống, cổ chân khẽ chụp, trực tiếp bên trong cắt. Lý Minh Vũ quen dùng chân là chân phải, nhưng là chân trái cũng cũng không tệ lắm. Thoảng qua hậu vệ về sau, tại đại cấm khu tuyến bên trên, Lý Minh Vũ trực tiếp liền lên chân sút gôn. Gurryman không nói gì thêm, tiếp tục xông đi lên, chuẩn bị nhìn xem có hay không bù bắn cơ hội. Mà khác một bên cảm thấy mình vị trí cực kỳ tốt đem bê lê thì lại giơ tay lên, một mặt bất mãn dáng vẻ. Một cước này sút gôn, trực tiếp chạy cầu môn góc xa mà đi. Lần này, thủ môn lực chú ý vô cùng tập trung, nhìn thấy Lý Minh Vũ lên chân thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hướng về cầu môn góc xa di động quả nhiên cước này cầu chính là chạy góc xa mà đi thủ môn lộ ra một cái tươi cười đắc ý hai chân vừa dùng lực trực tiếp đằng không mà lên thân thể trên không trung vô cùng giãn ra hắn muốn dùng một cái phi thường anh tuấn một tay bay nhào đem quả cầu này cho kích đánh đi ra hắn ngay cả bảo vệ tốt quả cầu này về sau muốn đối hậu vệ gầm thét đều nghĩ kỹ các ngươi cho hảo hảo tiếp cận hắn đừng cho hắn tái khởi chân nhưng khi thân thể của hắn vừa vừa nhảy lên đến thời điểm, trên mặt liền mang theo một vẻ hoảng sợ, nhìn về phía cầu môn gốc gần. Nguyên Lai bị Lý Minh Vũ thoảng qua tên kia hậu vệ trung tâm, nhìn thấy Lý Minh Vũ lên chân sút gôn, cũng là liều mạng, mang theo tử không cách nào quay tới tình huống dưới, tới một cái sau đạp, đem chân phải của mình rời khỏi bóng đá phía trước. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là để hắn đụng phải bóng đá. Nhưng là, nụ cười trên mặt hắn còn không có nở rộ liền kinh hãi phát hiện đụng phải chân mình gót bóng đá hoạch xuất ra một đường quỷ dị đường vòng cung tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chui vào cầu môn gốc gần mà cái kia thủ môn đần độn làm ra một cái bay nhào động tác trở thành buồn cười nhất bối cảnh lại là một cái vận khí cầu lý minh vũ nhìn xem tay mình trên cổ tay may mắn vòng tay lộ ra một tia kinh hãi đây cũng quá trâu phê đi ba ca đám cầu thủ mới không quan tâm những chuyện đó trực tiếp cùng nhau tiến lên lần nữa đối lý minh vũ triển khai cực kỳ tàn ác chúc mừng sờ đầu phát vỗ tới phía sau lưng đá cái mông giáo huấn đến cùng là ai bởi vì mỗi một lần tất cả mọi người là cùng nhau tiến lên căn bản thấy không rõ lắm hạ ba đường động tác liền xem như lý minh vũ mỗi lần về nhà đều muốn nhìn vào cầu chiếu lại cũng vô pháp nhìn ra đến cùng là ai tại đá cái mông của mình Lý Minh Vũ hận hận nhìn xem những cái kia kích động không thôi các đội hữu, vì cái gì xem ai đều giống như hung thủ đâu. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.